buổi hẹn đầu tiên ấy thì phải đi xem phim hoặc là ăn hàng thì mới là chuẩn. Khi yêu thì phải đặt người ấy lên trên bản thân trong mọi trường hợp. Hay là không kiểm soát mật khẩu nick Facebook người yêu á, chả mấy mà mất. Là 3 trong số muôn kiểu sai lầm khi hẹn hò với bất cứ ai mà nếu như bạn chưa từng mắc phải thì cũng từng nghe một lời khuyên răn từ ai đấy ít nhất một lần trong đời. Chuẩn không? Còn nếu như mà bạn đang mong đợi một chiếc video bật mí mẹo hẹn hò theo hướng đánh nhanh thắng nhanh, giúp bạn có những trải nghiệm yêu đương kỳ thú hay chỉ ra cách để không thất bại trong những cuộc tình một đêm, hoặc là bạn tâm giao nhưng mà chỉ là giao hợp, thì xin chia buồn, video này của chúng mình rất tiếc không phải dành cho bạn. Hãy tạm gạt bỏ những chiêu trò tán gái và những thủ thuật của mấy anh hay dạy tán gái trên mạng đi. Nếu bạn muốn một mối quan hệ dài lâu, ý nghĩa và tiến tới hôn nhân thì hãy xem video này để khám phá con đường bền vững ấy cùng Spiderum qua bài viết Những sai lầm trong chuyện hẹn hò của tác giả Torashi Notes nhé. Chúng mình sẽ đính link bài viết gốc của tác giả tại phần mô tả của video. Đừng quên ấn vào để khám phá thêm những bài viết thú vị nhé. Còn bây giờ thì cùng xem video thôi. Một, chọn sai đối tượng, cách nói chuyện. Chọn đối tượng để hẹn hò là một điều hết sức quan trọng. Đây cũng là bước đầu tiên nền móng để tiến tới những mối quan hệ bền vững. Có một cách khá hữu hiệu để kiếm được một người yêu kiểu mẫu, đó là sử dụng những quan điểm phổ biến ở khu vực bạn sống, hay còn có thể gọi là định kiến. Văn hóa châu Âu và châu Á thì khá là khác nhau, nên ở video này tôi chỉ nói về khu vực châu Á rồi nhé. Mặc dù tôi biết rằng việc sử dụng định kiến là không thật sự hay cho lắm, nhưng trong chuyện hẹn hò, điều đó vẫn sẽ mang lại một số lợi ích nhất định. Ví dụ, có ý kiến cho rằng mấy cô gái xăm mình đi bar như đi chợ là gái hư. Không phải tất cả các cô gái như thế đều không tốt, nhưng tỷ lệ bạn kiếm được những cô gái như thế mà vừa ngoan vừa hiền thì cũng giống như là mò kim đáy bể vậy. Tinder cũng có thể coi là một màng lọc tương tự. Nếu muốn có một mối quan hệ lâu dài, hãy cẩn thận và cân nhắc, thậm chí là tránh hẹn hò trên đó. Có một câu chuyện vui mà chúng tôi vẫn hay trêu đùa những cô bạn là nếu mà muốn kiếm một anh chàng giàu có thì hãy đi cà phê, chạy bộ, mua sắm ở Royal City nhiều vào. Đấy là một cách để tạo ra một môi trường gặp gỡ những anh chàng giàu có. Nói chung là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã là một câu nói hay. Sau khi đã chọn được người mà mình muốn gặp gỡ làm quen rồi thì cách nói chuyện cũng quan trọng không kém. Nếu muốn một mối quan hệ nghiêm túc lâu dài, hãy là một người tử tế. Việc trở nên hài hước và có duyên không phải là điều kiện bắt buộc, vì điều đó còn tùy thuộc vào gu của đối phương. Nhưng tử tế thì có. Đặc biệt là các chàng trai hãy nhớ, hãy là một chàng trai tử tế, từ cách ăn mặc, cái bắt tay và cử chỉ. Đó là một cách gây ấn tượng tốt trong lần đầu gặp mặt để bạn có cơ hội cho những buổi hẹn tiếp theo. 2. Rủ đi xem phim, đi ăn ngay trong buổi hẹn đầu tiên. Một điều mà tôi thấy nhiều anh chàng hay mắc sai lầm đó là rủ đối phương đi ăn, đi xem phim ngay lần đầu hẹn hò. Lý do vì điều đó sẽ tạo ra những tình huống khó xử nếu cuộc hẹn không diễn biến theo chiều hướng tích cực. Nếu đi xem phim, chẳng may trong trường hợp mọi thứ có xu hướng tiêu cực dần khiến cho bạn và người đó muốn nhanh chóng kết thúc buổi hẹn, thì hai bạn cũng không thể làm thế một cách tự nhiên và sẽ bị mắc kẹt cho đến khi phim chiếu hết. Rất khó để có thể từ chối bỏ về một cách lịch sự nếu rơi vào hoàn cảnh đó. Còn nếu là đi ăn thì việc ngồi ăn thân mật với nhau trong một quán ăn, một nhà hàng sẽ vô tình khiến hai bạn trông như là một đôi. Đa phần các cô gái đều sẽ không thích như vậy. Thêm nữa là trong buổi hẹn đầu tiên, bao giờ cả hai cũng sẽ muốn giữ ý và có phần ngại ngùng, nên ngồi ăn với nhau chắc chắn sẽ không thoải mái. Còn nếu như mà bạn đang nghĩ đến cảnh cô gái bạn thích mồm dính thức ăn, bạn sẽ lấn tới lấy ngón tay cái vây quanh đôi môi ngọt ngào đó rồi kết thúc bằng màn mút ngón tay đầy quyến rũ thì dẹp hết đi. Điều đó chỉ nên được diễn ra trên phim mà thôi. Lời khuyên của tôi là hãy rủ cô gái ấy đi cà phê. Điều này sẽ giải quyết những vấn đề ở trên, bởi vì mọi người trong quán sẽ nghĩ là có thể hai bạn là đối tác, là đồng nghiệp hoặc là bạn bè. Như vậy sẽ tránh được suy nghĩ hai bạn là cặp đôi. Thêm nữa, nếu một trong hai muốn bỏ về thì lúc này cũng sẽ tìm được một cái cớ lịch sự. Sau một vài cuộc hẹn có những tín hiệu tích cực, bạn mới nên rủ cô ấy đi ăn hoặc là đi xem phim. Nếu mà bạn đang định hỏi tôi là sau bao nhiêu cuộc hẹn thì mới nên làm như thế, thì đừng có máy móc như vậy. Hãy sử dụng các giác quan của bạn để phán đoán đi nào. Từ kinh nghiệm của bản thân tôi là người không thích rủ bạn gái của mình đi xem phim cho lắm. Ngồi trong rạp phim kéo dài 2 tiếng đồng hồ với bắp rang bơ và chai nước ngọt thực sự khá là phí thời gian. Với tôi, trò chuyện là con đường ngắn nhất để hiểu một con người. Ngồi trong rạp phim tôi chẳng thể trò chuyện một cách bình thường, toàn phải nói lý nhí hoặc là rất hạn chế, vì đó là không gian chung mà. Tôi thường hay rủ bạn gái lên phố đi bộ chơi, ở sau một ngày làm việc mệt nhoài, ngồi ở cơ quan ít nhất 8 tiếng, đi bộ giải lao một chút là một cách thư giãn tốt. Qua hoạt động đó, chúng tôi cũng trò chuyện được nhiều hơn. Tôi kể cho cô ấy nghe về một ngày của tôi, còn cô ấy kể cho tôi về những chuyện dở khóc dở cười ở trong công ty cô ấy. Chúng tôi có thể nắm tay nhau, có thể hôn mà không bị ai nhòm ngó. Còn nếu như hôm nào có một bộ phim hay, tôi thường rủ cô ấy về nhà xem qua tivi hoặc trên máy tính. Vừa ăn vừa trò chuyện một cách thoải mái. Phim chán thì có thể dừng lại và làm việc khác, hoàn toàn thoải mái, hoàn toàn tự do. 3. Quá vồ vập, muốn chốt kèo ngay. Trường hợp này thì tôi thấy đa phần rơi vào mấy chàng trai chưa có kinh nghiệm hoặc lần đầu hẹn hò. Quen nhau qua mạng, qua game rồi hẹn gặp mặt ở đâu đó, các bạn sẽ mất bình tĩnh về cảm giác chờ đợi người đó xuất hiện. Chân tay run lẩy bẩy, không nói thành lời. Các bạn cũng có xu hướng rủ đối phương đi lung tung đâu đó, như là đi ăn kem chưa xong thì đã rủ đi cà phê, hoặc là rủ đi mà không có một kế hoạch cụ thể trong đầu nào cả. Với những vấn đề tâm lý như thế này, cách cải thiện tốt nhất là thực hành và vấp ngã rồi lại đứng dậy và thực hành. Kinh nghiệm hẹn hò cũng từ đó mà ra. Vấn đề không phải là bạn rủ cô ấy đi đâu, mua cho cô ấy cái gì, mà bạn sẽ để cho cô ấy nhìn bạn là người như thế nào. Hãy thôi xem những chiêu trò tán gái trên mạng và quay về lắng nghe chính nội tâm bên trong mình đi. 4. Đặt người yêu lên trên bản thân mình. Chinh phục một cô gái là điều tốn nhiều thời gian và công sức. Vậy nên, khi phần thưởng đến, bạn sẽ trân trọng và kèm theo đó là cảm giác sợ đánh mất. Chính điều đó dẫn đến việc đặt người yêu lên trên bản thân mình. Tôi cũng từng mắc sai lầm như vậy. Bạn gái đầu của tôi là người khiến tôi nhận ra sai lầm này. Tôi là một thằng có khá nhiều sở thích, nhưng sau khi quen cô gái đầu tiên đó, tôi dành toàn bộ thời gian cho cô ấy. Quãng thời gian lúc còn yêu nhau, tôi khá là chiều chuộng cô ấy. Tôi hy sinh toàn bộ thời gian cá nhân để phục vụ cho những hoạt động của cô ấy. Cô ấy muốn tôi trở về quê, tôi sẵn sàng hy sinh ngày cuối tuần của mình. Cô ấy muốn tôi đi mua trà sữa, tôi sẵn sàng xách xe đi, kể cả lúc đó là 12 giờ đêm. Và khi cô ấy nghĩ cô ấy có những quyền lợi đó, cô ấy thao túng tôi và biến tôi thành thằng hề. Chỉ đến khi kết thúc mối quan hệ độc hại đó, tôi mới nhận ra sai lầm của mình. 5. Coi người yêu là một vật sở hữu. Nguyên nhân của việc coi người yêu là một tài sản cá nhân có thể xuất phát từ những vấn đề mà tôi hay thấy như là thiếu thốn tình cảm, cần một người lấp đầy khoảng trống, để khoe ảnh lên mạng, làm đẹp Instagram, là một người gia trưởng. Trường hợp thiếu thốn tình cảm có lẽ là trường hợp mà mọi người rơi vào nhiều nhất. Khi bạn vừa chia tay người yêu, bạn sẽ cảm thấy trống trải cả về thời gian lẫn tâm trí. Bạn sẽ cần một người nào đó để rủ đi chơi giết thời gian, cần một ai đó để nghĩ về cho tâm trí thôi trống vắng. Hoặc sự thiếu thốn ấy cũng có thể là xuất phát từ tuổi thơ thiếu khuyết tình thương của bố hoặc mẹ, cần tình yêu thương. Gặp được một người chịu khó lắng nghe câu chuyện của mình sẽ là thứ mang đến cảm giác yêu, sự vỗ về trái tim. Trường hợp khoe ảnh lên mạng, lên Insta thì lại dành cho những người thích sự chú ý, thích sống ảo, mà thường khoe cái gì thì sợ mất cái đó. Còn trường hợp là người đàn ông gia trưởng thì cái này đa phần chịu tác động từ phía gia đình mà hình thành nên tính cách. Tính gia trưởng thì không phải nói thêm về tính sở hữu trong mối quan hệ nữa rồi. Chuyện coi người yêu là một vật sở hữu sẽ tạo ra sự bí bách trong cuộc sống hàng ngày. Kết thúc của sai lầm này thường là những cuộc cãi vã to đùng to đoành rồi chia tay trong sự khó chịu của đôi bên. Để tránh mắc sai lầm này, vlogger Giang ơi có một chia sẻ mà tôi rất tâm đắc, cũng là điều mà tôi đã chiêm nghiệm được. Nếu muốn có một mối quan hệ hạnh phúc, bản thân mỗi chúng ta phải là một cá thể hạnh phúc trước đã. Hay thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng có một câu nói lột tả được điều mà tôi muốn chia sẻ. Tình yêu của bạn phải khiến cho người bạn yêu cảm thấy tự do. Trên đây là 5 sai lầm và cũng là 5 kinh nghiệm có thể học hỏi để có một cuộc tình bền lâu theo đúc rút của tác giả Torashi Notes. Lời cuối, tác giả mong rằng mỗi người chúng ta hãy nhận thức để tránh gặp phải những lỗi có thể phá hủy mối quan hệ và cả chính cuộc sống cá nhân của bạn này. Còn nếu bạn muốn thử trải nghiệm những sai lầm, hãy cứ thử. Càng trải nghiệm nhiều sẽ càng hiểu được nhiều hơn. Con người qua đó cũng sẽ trưởng thành hơn. Bạn nghĩ sao về 5 sai lầm trong chuyện hẹn hò kể trên? Có sai lầm nào mà tác giả chưa đề cập đến không? Hãy comment chia sẻ dưới phần bình luận của video này nhé! Đừng quên like, share and subscribe kênh YouTube của Spiderum để nhận được thông báo về các video thú vị mới nhé! Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo! Mình là Khánh Linh! Bye!